Vì sao? Vì bát nhã và là mật đa sâu xa, chắc chắn là cội rễ của trí nhất thiết trí, còn kinh điển nhị thừa như là cành lá. Này thiện hiện như có thợ hoặc học trò của ông ta, muốn làm cung điện lớn, cao rộng, tốt đẹp như cung điện trời đế thích. Sau khi thấy cung điện đó, người kia lại làm cung điện kiểu như cung điện nhật huyệt. Ý ông thế nào, người thợ hoặc học trò của ông ta có thể làm cung điện rộng lớn tốt đẹp như cung điện trời đế thích không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không được. Phật dạy, người ấy có thông minh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn người ấy chẳng thông minh. Phật dạy, này thiện hiện, vào thời tương lai, có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa, được bát nhã bà làm mật đa sâu xa lại bỏ đề cầu học kinh điển nhị thừa và muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm lợi ích an lạc hữu tình cũng lại như vậy nên biết đó là loại người ngu si này thiện hiện như có người muốn thấy chuyển luân thánh vương thấy rồi chẳng nhận biết bỏ đến nơi khác thấy vua nước nhỏ quan sát hình tướng của ông ta và suy nghĩ hình tướng của chuyển luân thánh vương oai đức đâu có hơn người này ý ông thế nào người đó có thông minh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn người đó không thông minh. Phật dạy, này thiện hiện vào thời tương lai có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa, muốn hướng đến quả vị vô thượng chánh đỏng Bồ Đề, truyền pháp luân vi diệu, độ thoát các hữu tình, bỏ bát nhã và làm mật đa sâu xa, cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, và nói kinh điển kia, cùng đây đâu có gì khác nhau, vì sao phải dùng kinh đó? vì nhân duyên này chắc chắn không thể đạt trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, có nhiều phương tiện thị hiện khuyến khích, dẫn dắt, khen ngợi, vui mừng. Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, đối với những quả vị vô thượng tránh đồng Bồ Đề được bất thối truyền, mà bỏ đề cầu học kinh điển nhị thừa, nên biết người kia cũng lại như vậy. Vì sao? Vì người tinh tấn tu học kinh điển nhị thừa chắc chắn không thể chứng được quả vị Phật này thiện hiện như có người đói được thức ăn trăm vị mà bò để cầu ăn cơm để lâu hai tháng ý ông thế nào người đó có thông minh không thiện hiện bạch Phật bạch Thế tôn người đó không thông minh Phật dạy này thiện hiện cũng vậy vào thời tương lai có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà bò bát nhã và làm bật đa sâu xa để cầu học kinh điển tương ứng nhị thừa với ý muốn tìm trí nhất thiết trí trong kinh nhị thừa ấy, hoài công nhọc nhằn cuối cùng họ chẳng được gì. Này thiện hiện như có người nghèo được ngọc vô giá, mà bỏ để lấy đá ca già mạc ni, thủy tinh, ý ông thế nào người đó có thông minh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn người đó không thông minh. Phật dạy, này thiện hiện cũng vậy vào thời tương lai, có các thiện nam tử vân vân, trụ Bồ Tát thừa cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Tát, mà bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa để cầu học kinh điển tương ương nhị thừa với ý muốn tìm trí nhất thiết trí trong kinh nhị thừa ấy. Hoài công nhọc nhằn cuối cùng họ chẳng được gì. Này thiện hiện, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa nếu đang lúc biên chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập kinh điển tương ương bát nhã ba la mật đa sâu xa mà có những sự biện luận phức tạp nổ lên và muốn nói về những pháp môn khác nhau làm cho những việc biên chép vân vân chẳng được hoàn tất nên biết đó là việc mà của Bồ Tát Cụ Thọ Thiện Hiện Bạch Phật bạch thế tôn có thể biên chép bát nhã ba la mật đa sâu xa được không phật bảo thiện hiện không được nếu không các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa khi biên chép kinh điển tương ương bát nhã ba la mật đa sâu xa mà nghĩ ta dùng văn tự biên chép bát nhã ba la mật đa như vậy văn tự tức là bát nhã ba la mật đa hoặc nương vào văn tự trước trước bát nhã ba la mật đa nên biết đó là việc ma của bồ tát này thiện hiện các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa khi biên chép thọ trì đọc tụng tu tụ tập tư duy giảng nói kinh điển tương ương bát nhã ba la mật đa sâu xa mà nghĩ đến đất nước thành ấp kinh đồ nơi chốn thầy bạn cha mẹ vợ con anh em chị em bà con bè bạn vua quan trộm cướp thú dữ người ác quỷ ác đám đông dạo chơi âm nhạc báo oán báo ơn thực phẩm y phục giường nằm hoặc nghĩ đến các vật dụng khác cho thân hoặc nghĩ đến sự sáng tác văn tụng sách vở thời tiết lạnh nóng ấm mát những việc voi ngựa nước lửa hoặc nghĩ đến những sự nghiệp khác đã xa việc nên biết đều là việc ma của bồ tát mà dùng những việc ấy làm quấy động Bồ Tát, làm cho những việc biên chép đều chẳng được thành tựu. Bồ Tát biết rõ hãy nên xa lìa. Này thiện hiện các thiện nam tử vân vân chu Bồ Tát thừa khi biên chép thọ trì đọc, đọc tụng, tụ tập tư duy rằng nói kinh điển tương ương bát nhã ba la mật đa sâu xa, được sự cúng kính cúng dường, được nhiều lợi ích tiếng khen. vì lý do này mà người đó bỏ bê sự nghiệp đã làm, nên biết đó cũng là việc mà của bồ tát. bồ tát biết rõ hãy nên xả bỏ này thiện hiện các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa kỳ biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói kinh điển tương ương bát nhã và làm mật đa sâu xa đọc mà hóa ra những hình tượng bí xô, cầm các loại sách thế tục hoặc kinh điển tương ứng nhị thừa giả hiện bản thân trao cho bồ tát và bảo bồ tát kinh điển này ý nghĩa sâu xa uyên áo nên siêng năng tu học bỏ kinh đã học kia đi các thiện nam tử vân vân chú Bồ Tát thừa này phương tiện thiện xảo không nên chấp nhận sách luận thế tục của ác ma trao cho hoặc kinh điển tương ương nhị thừa. Vì sao? Vì sách luận của thế tục và kinh điển nhị thừa không thể dẫn phát được trí nhất thiết trí, không thể hướng đến quả vị vô thượng chánh đồng bồ đề, không phải thuận duyên hướng đến quả vị vô thượng chánh đồng bồ đề mà nó vô cùng chướng ngại thiền hiện nên biết trong kinh điển tương ưng bát nhã và làm mật đa sâu xa rằng rộng phương tiện thiện, thiện xảo đạo đại bồ tát nếu ai đối với kinh này tinh tấn tu học rất mau chứng đắc trí nhất thiết trí nếu hương các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa không có phương tiện thiện, thiện xảo sẽ gần gũi bản ác bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa thọ học sách luận thế tổ của ác ma và kinh điển tương ương nhị thừa nên biết đó là việc mà của bồ tát này thiện hiện người nghe Pháp, thích Pháp, thích hỏi Pháp, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tụ tập bát nhã, bà la mật đa sâu xa. Người thuyết Pháp lại rơi vào giải đãi, chẳng muốn thuyết Pháp cho ai, cũng chẳng ban bố cho ai bát nhã, bà la mật đa sâu xa, nên biết đó là việc mà của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết Pháp tâm không tham đắm dục lạc, cũng không có giải đãi ưa giảng và ưa ban bố hút bát nhã ba la mật đa sâu xa phương tiện khuyến khích biên chép thọ trì đọc tụng tu tụ tập người nghe pháp lại giải đãi hàm vui chẳng muốn căn lành cho đến tu tập nên biết đó là việc hòa của bồ tát này thiện hiện, người nghe pháp đầy đủ sức trí tuệ nhớ nghĩ, thích nghe, thích hỏi. Biên chép thọ trì đọc tụng, tu tụ tập bát nhã, ba la mật đa sâu xa. Người thuyết pháp lại muốn đi đến phương khác, không thể dạy bảo truyền trao, nên biết đó là việc mà của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp ưa thuyết, ưa bàn bố bát nhã, bà la mật đa sâu xa. Dùng phương tiện khuyến khích biên chép thọ trì đọc tụng tu tụ tập. Người nghe pháp muốn quả phương khác, không muốn nghe thọ nên biết đó là việc mà của Bồ Tát. Này thiện hiện người thuyết pháp thường đủ thứ ác dục lớn, yêu chuộng danh lợi, y phục, ăn uống, dưỡng nằm thuốc thang và bao nhiêu vật dụng của cải khác. Thích sự cung kính, cúng dường, tâm không nhàm chán, người nghe pháp thiểu dục trì túc, tu hạnh viễn ly, chóng mãnh tình tấn, đầy đủ niệm định tuệ, chán sợ sự lợi dưỡng, cung kính và tiếng khen, hoặc có đủ tật đố, san tham, không thể xả thí, cả hai không hòa hợp không tiếp nhận thọ trì biên chép đọc tụng tu tụ tập bát nhã và làm mật đa sâu xa được nên biết đó là việc ma của bồ tát này thiện hiện người thuyết pháp thiểu dục tri túc tu hạnh viễn đi dõng mãnh tình tấn đầy đủ niệm định tuệ chán sự lợi dưỡng cúng kính và tiếng khen hoặc có đủ tham lam gánh ghét không thể xả thí người nghe phép có đủ ác dục lớn yêu chuộng danh lợi y phục ăn uống giường nằm thuốc thang và vật dụng của cải đối với sự cúng dường cung kính tâm không nhảm đủ cả hai không hòa hợp không thể tiếp nhận thọ trì bên chép tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là việc mà của bồ tát này thiện hiện người thuyết pháp, có tín có giới, thọ trì 12 công đức hạnh đầu đà, thích thuyết bát nhã và làm mật đa sâu xa cho người khác, dùng phương tiện khuyến khích, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tụ tập. Người nghe pháp không tín không giới, cũng không có 12 công đức hạnh đầu đà. Cả hai không hòa hợp, không thể dạy bảo trao truyền, tiếp nhận thọ trì, đọc tụng, tu tụ tập bát nhã và làm mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc mà của Bồ Tát này thiện hiện, người nghe Pháp có tín, có giới, thọ trì 12 công đức hạnh đầu đà, vừa ừ, nghe hỏi, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã, ba la mật đa sâu xa, người thuyết Pháp không tín, không giới, cũng không có 12 công đức hạnh đầu đà, cả hai không hòa hợp. Nên không đạt được kết quả nói hay nghe Biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba làm mật đa sâu xa được Nên biết đó là việc mà của Bồ Tát này thiện hiện người thuyết pháp không có tâm tham lam bòn sẻn mà có thể bố thí tất cả người nghe pháp có hết tâm tham lam bòn sẻn và không thể xả thí hoặc trái ngược trường hợp trên cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự giải bảo cho truyền, nghe nhận biên chép thọ chỉ đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được nên biết đó là việc mà của bồ tát này thiện hiện người nghe pháp muốn cầu cúng dường người thuyết pháp y phục ăn uống giường nằm thuốc thang và vật dụng khác nhưng người thuyết pháp chẳng muốn thọ dụng hoặc trái với trường hợp trên cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền nghe nhận biên chép thọ trì đọc tụng tu tụ tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được nên biết đó là việc mà của bồ tát nay thiện hiện người thuyết pháp thành tựu khai trí không muốn truyền bá người nghe pháp thành tựu diễn trí chẳng muốn nói tóm tắt hoặc trái với trường hợp trên cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền nghe nhận biên chức thọ chỉ đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được nên biết đó là việc mà của bồ tát này thiện hiện, người thuyết Pháp chuyên ưa muốn biết rộng trình tự Pháp nghĩa 12 phần giáo. Người nghe Pháp chẳng muốn biết rộng trình tự Pháp nghĩa 12 phần giáo, hoặc trái với trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền. Nghe nhận biên chép, thọ chỉ đọc tụng, tụ tập bát nhã, ba la mật đã sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết Pháp thành tựu sáu Pháp ba la mật đa dùng phương tiện thiện, thiện xảo đạt được Đà La Ni người nghe pháp không được công đức như vậy hoặc trái với trường hợp trên cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền nghe nhận biên chép thọ chỉ đọc tụ tu tập bát nhã và làm mật đa sâu xa được nên biết đó là việc mà của Bồ Tát này thiện hiện, người thuyết pháp muốn làm cho người nghe pháp cung kính, biên chép thọ trì, đọc tụng, tụ tập bát nhã, bà làm mật đa sâu xa. Người nghe pháp chẳng tùy thuận ý của người thuyết pháp, hoặc trái với trường hợp trên, cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền nghe nhận, biên chép thọ trì, đọc tụng, tụ tập bát nhã, bà làm mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc mà của Bồ Tát. Này thiện hiện người thuyết pháp đã xa lìa trần cấu san tham đã xa lìa năm triển cái người nghe pháp chưa lìa san tham chưa xa lìa năm triển cái hoặc trái với trường hợp trên cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự giải bảo trao truyền nghe nhận biên chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa xấu xa được nên biết đó là việc ma của bồ tát này thiện hiện người nghe pháp có tâm tin yêu muốn hiểu rõ nghĩa lý sâu xa nhưng người thuyết pháp đối với kinh này chưa được thuần thục sâu xa nên không thể xác quyết rõ ràng làm cho người nghe pháp không muốn nghe do nhân duyên này nên không được biên chép thọ chỉ đọc tụng tu tụ tập bát nhã ba la mật đa nên biết đó là việc mà của bồ tát ngày thiện hiện, người thuyết pháp tâm thích nói pháp, nhưng người nghe pháp lại không muốn nghe hoặc trái với trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp, nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tụ tập, bát nhã, ba la mật đa sâu xa. Được, nên biết đó là việc mà của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp tuy muốn nói pháp nhưng các căn trên thân bệnh nặng ràng buộc nên không thể thuyết pháp được. Người nghe pháp tuy muốn nghe pháp nhưng các căn trên thân bệnh nặng ràng buộc nên không thể nghe pháp được. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền nghe nhận, biến chép, thọ trì, đọc tụ, tụ tập bát nhã và làm mật đa sâu xa được. Nên biết đó là việc mà của Bồ Tát này thiện hiện có các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa kỳ biên chép thọ trì đọc tụng tư duy giảng nói kinh điển tương ương bát nhã và làm mật đa sâu xa có người đến nói về những cảnh giới ác và những việc khổ nhân đó lại bảo người đối với thân này nên siêng năng tinh tấn sẽ mau chấm dứt hết khổ vào bát niết bàn cần gì phải dừng lại biển cả sinh tử nhẫn chịu trăm ngàn sự đau khổ khó nhẫn để cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Do những lời nói ấy mà sự biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy rằng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này chẳng được trọn vẹn, nên biết đó là việc mà của Bồ Tát. Này thiện hiện, có cách thiện nam tử, vân vân Trụ Bồ Tát thừa khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tiêu duy giảng nói kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Có người đến khen ngợi những sự thù thắng ở cõi người và khen ngợi sự thù thắng